Sáng ngày 1 tháng 12, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, tham mưu triển khai toàn diện công tác quân sự quốc phòng đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, tham mưu tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi hội thao, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ cho 6 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyển chọn gọi nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, tuyển sinh quân sự đảm bảo chất lượng, tổ chức kiểm tra các nội dung huấn luyện cho các đối tượng có 100% quân số đạt yêu cầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào hoạt động nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến năm 2023.